Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 1 của tuần số 18, sách thực hành môn tiếng Việt và toán lớp 4 tập 1. Và đây là một trong những cái tiết mà cuối cùng của cái sách thực hành môn tiếng Việt và toán của chúng mình nha. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm đầy đủ chi tiết và bài tập tập 1, tập 2, phiếu bài tập từ tuần số 1 đến tuần số 35. Thầy đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết trên kênh cho các em học rồi. Và các em tìm để các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang 126 để chúng ta cùng vào tiết học hôm nay. Rồi họ cho mình nè. Trong các cái số nè. Đó, như vậy người ta cho mình nè. 1, 2, 3, 4, 5 chữ số ở đây. Được chưa? Người ta hỏi nè, các số mà chia hết cho 2, vậy thì các em dựa vào cái gì nhỉ? Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2, đúng không? Chia hết cho 2 là những số có tận cùng là mấy? 0, 2, 4, 6, 8, đúng không? Vậy thì giờ mình chỉ cần nhìn vào những cái số họ cho đây nè. Số nào có tận cùng là 2, là 0, là 4, là 6, là 8 thì mình sẽ ghi vào đây, đúng không nào? Rồi số đầu tiên có tận cùng là mấy đây? Là 2, đúng không? Vậy thì nó sẽ chia hết cho 2. Ta sẽ có số đầu tiên 3, 3, 1, 2. Được chưa? Số thứ hai tận cùng là 3 có chia hết không? Không. Số tiếp theo tận cùng là 5, chúng ta cũng loại, đúng không? Số tiếp theo tận cùng là mấy đây? 2. Ta sẽ có số 9, 1, 0, 2. Được chưa? Rồi, tiếp theo là tận cùng là đam mấy đây? 0, đúng là. Vậy chúng ta sẽ có số tiếp theo là 13.230. Xong. Rồi, câu B nè. Các số mà chia hết cho 5. Đấy, vậy thì chúng ta lại thấy nè. Chia hết cho 2 thì như thế này, đúng không? Chia hết cho 5 thì tận cùng lại là số nào? Số nào các em? À, tận cùng là 0 hoặc là gì? Là 5, đúng không? Vậy thì ra mình cũng lại tìm trong những số này, cứ số nào tận cùng là 0 và 5 thì chúng ta biết nó sẽ chia hết cho mấy? Cho 5, đúng không? Rồi, tận cùng là 2, tận cùng là 3, đây, tận cùng là 5. Chúng ta có số đầu tiên 4, 1, 8, 5. Được chưa? Số thứ 2, số thứ 3. Vậy thì mình sẽ có số tiếp theo là 13.230. Đó, tận cùng là 0, đúng không? Rồi, câu C nè. Các số chia hết cho 3. Bây giờ mình lại phải tìm nè. Số mà chia hết cho 3 thì tổng của các chữ số, đúng không? Tổng các chữ số nó làm sao các em? Chia hết cho gì? Cho 3, đúng không? Đó, vậy thì giờ mình phải làm sao? Giờ mình phải cộng tổng ở đây. Được chưa? Rồi, giờ mình sẽ phải cộng tổng ở đây nhá. 3 với 3 là 6, 6 với 1 là 7, 7 với 2 là 9 nè. Đấy, như vậy số này có tổng là 9 nè. Thì sẽ chia hết cho gì? Cho 3 được, đúng không? Rồi, 3 với 3 là 6, 6 3 là 9, 9 3 là 12. Tổng đây là 12 cũng lại chia hết được cho gì? Cho 3. Rồi, 4 với 1 là 5. 5 với 5 là 10. 10 với 8 là 10. 18. Như vậy cũng chia hết cho mấy? Cho 3, đúng không? 9 với 1 là 10. 10 với lại 2 là 10. 12. Vậy số này cũng chia hết cho 3. Số tiếp theo. 1 với 3 là 4. 4 với 2 là 6. 6 với 3 là mấy? Là 9. Đúng không? Như vậy thì tất cả những số này chúng ta thấy là tổng của nó đều chia hết cho mấy? Đều chia hết cho 3. Đúng không nào? Đấy. 1 với 2, 1 với 3 là 4 nè. 4 với 2 là 6, 6 với 3 là 9, đúng không? Vậy thì tất cả những số này đều chia hết cho mấy? Cho 3. Thì mình ghi vào thôi. 3 3 1 2 nè. Được chưa? 3 3 3 3. Rồi. 4 1 8 5 9 1 0 2 và 1 3 2 3 0.
Đó, như vậy thì tất cả những số này đều chia hết cho mấy? Cho 3. Rồi, các số chia hết cho 9. Vậy thì mình dựa vào cái tổng ở đây. Số chia hết cho 9 thì cũng giống như chia hết được cho 3, đúng không? Thì cũng sẽ tổng các chữ số nó sẽ chia hết cho mấy? Cho 9 nè. Được chưa? Đó, vậy thì mình đã cộng tổng ở đây rồi. Vậy thì số đầu tiên chia hết cho 9 không? 9 chia 9 được, đúng không? Vậy số đầu tiên sẽ là 3, 3, 1, 2. Số thứ 2, 12 không được. Số thứ 3, 18 chia 9 bằng mấy? Bằng 2, đúng không? Vậy ta sẽ có số thứ 3, 4, 1, 8, 5. Rồi, số tiếp theo 12 có chia được không? Không. Và số thứ mấy? Số cuối cùng nè. Đúng không nào? Đó, là mấy đây? 13, 23, 230. Như vậy chúng ta có 3 số chia hết được cho gì? Cho 9. Đúng chưa nào? Rồi, các số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2. Đấy, vậy thì vừa chia hết cho 3 mà vừa chia hết cho 2 thì chúng ta thấy chỉ có những số nào đây? Vì tất cả những số này đều chia hết cho 3 rồi, đúng không? Nhưng mà trong đó thì có số, số nào? Số 3333 này không chia hết nè. Số này cũng không chia hết nè. Đúng không? Như vậy chúng ta, nó chính là gì? Những số mà chia hết cho mấy đây? Cho 2 nè. Được chưa? Đấy, vậy thì nó chỉ có mấy? 3 chữ số thôi, đúng không? 3, 3, 1, 2. Rồi, 9, 1, 0, 2. Đúng chưa nào? Rồi, 1, 3, 2, 3, 0. Được chưa? Xong nhá. Rồi, đến bài số 2. Viết chữ số thích hợp vào ô trống để 2, 3. Giờ chúng ta thêm số nào đó để nó chia hết cho 9. Vậy thì chúng ta dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho gì? Cho 9. Ở đây mình có số mấy rồi? Số 2 và số 3 rồi. Vậy thì tổng của hai cái số này, số 2 với số 3 này nè, là mấy rồi các em? Là 5 rồi, đúng không? 5 bây giờ mình chỉ cần cộng thêm mấy để nó là số chia hết cho 9, đúng không? Vậy thì đây chúng ta có thể thay vào nè, lần lượt nhé. 5 cộng với 0 thì nó sẽ bằng mấy? Bằng 5 nè. Như vậy thì sẽ không chia hết cho 9, đúng không? 5 cộng 1 bằng 6 nè, cũng loại luôn nè. 5 cộng 2 bằng 7 nè, loại nè. 5 cộng với 3 bằng 8 chúng ta cũng loại nè. 5 cộng với 4 bằng 9 nè. À, như vậy thì chúng ta sẽ có số đầu tiên là số 4 nè. 5 cộng 5 thì bằng mấy? 10 nè, không chia hết. 5 cộng với 6 là 10, 11, không chia hết. 5 cộng 7 bằng 10, 12, không chia hết. 5 cộng 8 bằng 10, 13, chia hết không? Không. 5 cộng 9 bằng 10, 14, cũng không chia hết. Như vậy chúng ta chỉ có mấy? Một chữ số duy nhất, đó chính là số 4. Được chưa? Đó. Rồi, tương tự như vậy. Người ta cho mình số 4, 5, 1. Giờ chia hết cho 3 và cho 2. Đấy. Vậy thì chúng ta lại chú ý nè. Họ cho mình số 4 nè, số 5 nè, số 1 nè. Được chưa? Bây giờ mình sẽ tìm số nào điền vào đây để nó phải chia hết được cho 3 và chia hết được cho 2. Vậy các em biết được chia hết cho 2 thì tận cùng sẽ là 0, 2, 4, 6, 8. Đúng không? Và chia hết cho 3 thì tổng các chữ số phải chia hết cho gì? Cho 3. Vậy thì mình chỉ đi điền vào đây những số này để mình xem cái tổng nó có chia được cho 3 không. Đúng không? Trước hết mình xem cái này bằng bao nhiêu. 4 với 5 là 9, 9 với 1 là 10. Rồi, bây giờ mình sẽ cộng các số này vào thay bằng số 0. 10 cộng với 0 là 10. Như vậy thì 10 có chia cho 3 không? Không chia hết cho 3, đúng không? Rồi, giờ tiếp tục nè. Giờ chúng ta lại 10, chúng ta cộng với số mấy? 2. À, đây sẽ số 10, 12. Như vậy chúng ta sẽ lấy được một số điền vào đây là số 2 rồi nè. Tiếp tục 10 cộng với 4 nè, thì sẽ là 10 mấy? 14. 14 có chia cho 3 không? Không luôn, đúng không? 10 cộng với 6 bằng bao nhiêu? 10. 16. Như vậy thì xin lỗi các em không khoanh tròn đây nhé.
10 cộng với 6 là 16, 16 cũng 0 chia cho 3. Đúng không? Rồi, giả số 8 nè. 10 cộng 8 bằng 10, 18. 18 có chia cho 3 không các em? À, như vậy thì 18 chia được cho 3. Vậy chúng ta sẽ có hai số để chúng ta điền. Và đây là số mấy? Là số 2 và số gì? Số 8. Đúng rồi. Đấy, vậy thì giờ các em chọn số 2 hoặc số 8 tùy theo các em nhé. Đó, thầy sẽ chọn số 2. Ở đây thầy ghi rõ chúng ta có hai đáp án này. 2 hoặc là gì? Hoặc là 8 nha. Đó. Được chưa? Rồi. Người ta cho mình số 13. Rồi giờ điền số nào để chia hết cho 3 và cho 5. Đấy. Chia hết được cho 3 và cho 5 thì chúng ta lại phải nhớ rằng chia hết cho 5 thì tổng các chữ số, tận cùng phải là 0 hoặc là gì? Là 5. Và chia hết cho 3 thì tổng các chữ số là chia hết cho 3. Vậy thì giờ mình chỉ có điền vào đây là hai số này thôi để mình thử thôi. Vậy thì đây tổng là mấy rồi? 4. Giờ điền vào đây là 0. Đúng không? Thì bằng 4 à. 4 có chia cho 3 không? Không chia được, đúng không? Rồi bây giờ mình điền đây là số mấy? Số 5. Vậy thì 4 cộng 5 bằng 9. Như vậy 9 chia được cho 3. Vậy thì số mình điền vào đây sẽ là số mấy? Số 5. Được chưa? Đấy, chúng ta có hiểu chưa nào? Bài số 3. Đúng thì các em ghi chữ đ và sai thì ghi chữ s vào trong những cái ô đây. Câu A này. Số 2307 chia hết cho 3 và cho 9. Vậy thì chúng ta phải dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9 là tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Tổng các chữ số chia hết cho 9 thì nó sẽ chia hết cho 9. Đúng không? Rồi vậy thì giờ mình cộng ở đây. 2 cộng 3 là 5. 5 cộng 0 là 5. 5 cộng với 7 là 10. 12. Đúng không? Vậy thì 12 này chia được cho 3. Nhưng 12 này có chia cho 9 không? Lại không chia được cho 9. Do vậy câu này có đúng không? Chỉ đúng một nửa thôi đúng không? Nó chỉ chia được cho 3 thôi, không chia cho 9. Do vậy câu này sẽ là câu sai. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Số 90312 chia hết cho 3 nhưng lại không chia hết cho 9. Ta xem có đúng không? Cũng giống như câu bên, ta sẽ cộng tổng đúng không? 9 cộng với 3 là 12, 12 với 1 là 10, 13. 13 với 2 là 10, 15. Đúng không? Vậy thì 15 chia được cho 3, nhưng 15 này có chia cho 9 không? Không. Vậy họ khẳng định chia cho 3 nhưng không chia được cho gì? Cho 9, đúng không? Đúng. Được chưa? Rồi, câu C nè. Số 7802 và 4926 đều chia hết cho 2. À, vậy thì mình nhìn đây mình thấy đây tận cùng là mấy? Là 2, đây tận cùng là 6. Vậy thì quá đúng đúng không? À, rồi câu cuối cùng. Số nè, 1, 2, 3 số này chia hết cho 2, 3 và 5. Thế mình giờ mình xem nè. Trước hết tất cả số này đều có tận cùng là 0 thì nó sẽ chia hết được cho gì? Cho 2, đúng rồi. Chia được cho 5 không? Có. Chia cho 5 tận cùng là mấy các em? 0 và 5. Vậy thì đây tất cả là gì? Tất cả 3 số này đều chia được cho gì? Cho 2 và 5 rồi, đúng không? Đấy, bây giờ mình xem nó có chia được cho 3 không? Rồi, vậy thì cộng tổng ở đây 3 cộng 0 cộng 0. Vậy thì đây là bằng 3, chia được cho 3, đúng không? Tổng của số tiếp theo 8 cộng 4 là 10, 12. À, như vậy 12 cũng chia hết cho 3. Rồi, 7 cộng với 1 là 8, 8 cộng với 2. 7 cộng 1 là 8, 8 cộng 2 lại là mấy? Là 10. Như vậy thì 10 lại có chia cho 3 không? Không chia hết cho 3. À, vậy thì chỉ có một số ở đây nè, nó không chia được cho 3. Nhưng người ta khẳng định nó lại chia hết cho, thì chúng ta sẽ biết ngay đây là đáp án gì? Sai nhá. Đấy. Rồi, bài số 4 nè.
bài đố vui. Một cái đơn vị bộ đội qua sông bằng thuyền, tức là ta hành quân á, ta đi qua sông bằng con thuyền đúng không? Nếu mỗi thuyền chở 9 người hoặc 5 người, à tức là 9 à, hoặc là gì? Hoặc là 5, không kể cái người lái thuyền nha, thì chở vừa hết số người của đơn vị. Biết rằng số quân của đơn vị nhiều hơn 130 và không quá 140 người, vậy thì số quân của đơn vị đó là bao nhiêu người? Vậy thì mình nhìn đây mình biết không? Quá dễ rồi đúng không? Bài này chúng ta đã gặp chưa? Gặp rồi đúng không? Đây là gì? Chúng ta gọi số quân à? Gọi cái số quân của đơn vị là gì em? Đơn vị là AB đi. Thì đây nó là gì? Hai chữ, ba chữ số đúng không? ABC. Theo bài ra thì chúng ta có nè, ABC đây là số quân nè, lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn 130, nhưng mà lại nhỏ hơn gì? Không quá. Được chưa? Không quá tức là gì? Có thể bằng 140 người. Vậy thì số quân này nè, nó phải là một số mà chia được cho cả mấy? Chia cho cả 5 và 9. Tức là chia gì? Chia hết nha. Đó, nó phải chia hết cho cả 5 và 9 vì sao? Nếu chở 9 người hoặc 5 người thì vừa hết, đúng không? Đấy. Vậy thì giờ chúng ta, bài toán trở thành dạng bài toán là tìm một số biết rằng số đó lớn hơn 130, nhỏ hơn 140, chia hết cho cả 5 và 9, đúng không? Và vậy thì giờ mình tìm bằng cách nào nhỉ? Chia hết cho 5 thì dấu hiệu tận cùng là 0 và 5. Được chưa? Vậy thì từ 130 cho đến 140 thì chúng ta chỉ có tận cùng là 5, sẽ là 135. Và bao nhiêu? Và 140. Đúng không? Rồi vậy thì hai số này bây giờ chúng ta sẽ xem tổng của nó số nào chia hết cho 9 nào. Đó. Đúng không? Vậy thì 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 5 là 9. Như vậy 9 chia hết cho 9. 1 cộng với 4 là 5. Như vậy thì 5 có chia cho 9 không? Không được. Vậy thì số duy nhất của chúng ta tìm đây chính là số bao nhiêu? 135. Được chưa? Vậy thì số quân của đơn vị là 135 người. Được chưa? Rồi. Như vậy đến đây chúng ta đã thực hiện xong tiết số 1 các em nhé. Đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp trong trường nha. Tạm biệt các em.